Kính chào quý vị, Phương Thùy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, kể từ mùa hè năm nay tại Trung Quốc liên tục xảy ra các đợt thiên tai. Tuần trước, bão Likima đã vượt qua biên giới khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, ít nhất 42 người chết trong một trận lở đất ở Quý Châu và 22 ngôi nhà bị chôn vùi, gần 100 người mất tích trong vụ lở đất ở Trung Quốc. Vụ lở đất xảy ra vào 3 ngày trước tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến 33 tòa nhà bị sập và hư hại, nhiều người bị vùi lấp. Theo phóng viên của đài CCTV tại Trung Quốc cho biết, tính đến 12 giờ trưa ngày hôm qua theo giờ địa phương, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã giải cứu được 14 người, còn 91 người vẫn đang mất tích. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lập tức ban hành các chỉ thị quan trọng tới lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, yêu cầu mọi nỗ lực tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tối ngày trước đó và rạng sáng ngày hôm qua, hơn 2.000 cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang, y tế cùng 200 phương tiện tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn những người bị vùi lấp. Đồng thời, 20 cơ sở cứu nạn hiện trường cũng được thành lập. Một bãi phế thải xây dựng gần hiện trường được xác định là nguyên nhân của vụ tai nạn. Thưa quý vị, Kompasu, cơn bão mạnh nhất trong năm nay, đã tàn phá Hồng Kông và Macau trong một ngày và đổ bộ vào Quảng Đông vào buổi tối. Đài quan sát Hồng Kông đã thay đổi cấp cao nhất của cơn bão này thành số 8 vào lúc 7 giờ 40 phút tối. Treo trên cao trong 10 giờ, nó đã trở thành cơn bão số 8 dài thứ 2 trong lịch sử Hồng Kông, kém kỷ lục 11 giờ do bão Job được hình thành 1 giờ. Điều đáng lo ngại hơn là đây là năm thứ hai liên tiếp Hồng Kông có cơn bão số 8. Các chuyên gia khí tượng dự báo do ảnh hưởng của hiện tượng trái đất nóng lên, bão mạnh sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong thời gian tới. Trong thời gian cơn bão số 8 tấn công, các phương tiện giao thông công cộng bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không của Hồng Kông gần như bị ngừng trệ. Về hàng không, 889 chuyến bay bị hủy trong ngày và khoảng 300 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay từ 1 đến 2 ngày, và đêm qua các hoạt động để sơ tán hành khách đã được tiến hành. Siêu bão Kompasu mang đến mưa lớn cho Hồng Kông, sóng cao gây ngập lụt ở nhiều vùng trũng thấp. Có báo cáo gần 200 cây đổ, nhiều tuyến đường phải đóng cửa, trong đó có đường hầm Sierra Leone nối Kowloon và các vùng mới ở Hồng Kông, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng. Nhiều người dân ở các tòa nhà cao tầng cảm thấy các tòa nhà rung chuyển, một số người cảm thấy khó chịu và phải rời khỏi nhà để trú ẩn. Nhiều cửa sổ kính lớn thậm chí còn bị vỡ và các tòa nhà đang được xây dựng, hiện chưa có thương vong. Đến tối nay, hơn 200 người đã bị thương trong cơn bão và phải đến các bệnh viện công lập để điều trị. 1.000 người khác đã được đưa vào những nơi trú ẩn tạm thời của chính phủ do tình trạng vô gia cư tạm thời. Kompasu là một siêu bão khác khiến Hồng Kông phát đi tín hiệu bão số 8 cao nhất sau bão Info vào năm ngoái, với tần suất cao hơn trước. Hồ sơ của đài quan sát cho thấy kể từ khi thiết lập tín hiệu bão số 8, Hồng Kông đã ban hành tổng cộng 19 tín hiệu bão số 8. Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa các lần phát hành đã tăng lên từ khoảng một lần trong 10 năm qua đến 3 đến 5 năm sau khi trở về đất mẹ. Ví dụ, mỗi năm một lần, cơn bão York vào năm 1999 và cơn bão mạnh VNT vào năm 2012 cách nhau 3 năm và Hato năm ngoái cách nhau 5 năm, nhưng Hato và Kompasu chỉ cách nhau 1 năm. Liên Wingu, phát ngôn viên của Hiệp hội Khí tượng Hồng Kông, người từng là giám đốc khoa học cấp cao của đài quan sát cho biết, cơn bão số 8 đến thường xuyên và hiện tượng trái đất nóng lên là một trong những nguyên nhân khiến trái đất nóng lên làm tăng nhiệt độ trên biển, sẽ có nhiều bão mạnh hơn và nhiều khả năng xảy ra bão hơn trong tương lai. Ông tiếp tục rằng những thay đổi trong điều kiện thời tiết như El Nino hoặc La Nina sẽ ảnh hưởng đến đường đi của bão. Động đất là một thảm họa tự nhiên mà mọi người đều tránh và nói về nó. Nó không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người mà còn tiếp tục gây thiệt hại cho sự phát triển kinh tế của chúng ta, và thậm chí nó có thể làm thay đổi địa hình tự nhiên, di chuyển núi và khai hoang biển. Đã có nhiều trận động đất xảy ra trong lịch sử, tất cả đều là bất ngờ nhưng có nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian dài. Trận động đất lớn gần nhất với mọi người là trận động đất lớn xảy ra ở Vân Xuyên, Tứ Xuyên năm 2008. Vào thời điểm đó, gần 80.000 người chết. Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất kể từ khi nó được ghi nhận ở Trung Quốc, và cũng là trận động đất chết người nhiều nhất sau trận động đất ở Đường Sơn.
Một trận động đất nghiêm trọng, tuy nhiên ở Trung Quốc cổ đại cũng có một trận động đất nghiêm trọng hơn nhiều so với trận động đất ở Tứ Xuyên. Khoảng 830.000 người đã mất mạng trong trận động đất này. Trận động đất này là trận động đất Thiểm Tây Quan Trung. Vào ngày 3 tháng 12, Rayin, Sơn Tây, Thiểm Tây và Hà Nam đồng thời phải hứng chịu những trận động đất với âm thanh như sấm Weinan, Hwangju, Shaoji, Sanyuan, Puju. Mặt đất nứt ra và có suối nước, có cá và đồ vật. Và nhà ở thành phố chìm xuống đất, mặt đất bằng phẳng nổi lên thành núi, có động đất nhiều lần trong ngày, động đất liên tục nhiều ngày. Các con sông và sông quê rất lớn, các dãy núi Heiwei và Zhongnan ồn ào và sông Hengqin trong suốt vài ngày. Cán bộ, bộ đội và dân thường bị đất đá đè chết 830.000 người. Trận động đất này là một trong những thảm họa khắc nghiệt nhất trong các ghi chép về các sự kiện lịch sử ở Trung Quốc. 101 quận đã bị phá hủy bởi trận động đất, có diện tích khoảng 280.000 ha ở 5 tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Sơn, Tây An và Hà Nam. Phạm vi ảnh hưởng của trận động đất là 227 quận thuộc 5 tỉnh, khu vực tâm chấn là thành phố Weinan, Huixian, Huiyin, Thongyuan, Chaoji và Sanji, Zhongji, Kaoti ở phía đông Tây An, có diện tích khoảng 2.700 km2. Vào năm 1556, năm Gia Kinh thứ 34 thời nhà Minh cũng xảy ra một trận động đất mạnh 8,25 độ Richter ở huyện Hoa An, tỉnh Thiểm Tây. Theo lịch sử nhà Minh, số người chết đã vượt quá 830.000 người. Dữ liệu này vẫn chưa được thống nhất. Thiểm Tây là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn. Dữ liệu lịch sử ghi nhận đã có hơn 400 trận động đất và hơn 60 trận động đất kinh hoàng. Theo thống kê, vào năm 1556, một trận động đất mạnh 8 độ Richter xảy ra ở Huixian, Thiểm Tây. Số người chết lên tới 830.000 người. Yếu tố quan trọng dẫn đến thương vong thảm khốc của trận động đất là sự phá hủy hàng loạt lớp đất do trận động đất gây ra. Trong số đó, thiệt hại do động đất gây ra do sạt lở đất hoang thổ và sụp đổ hoang thổ là rất nổi bật. Hầu hết cư dân địa phương sống trong hang đất trên cao nguyên hoang thổ và sự sụp đổ của hoang thổ là dẫn đến thương vong lớn. Các đường nứt ngầm, sự hóa lỏng của cát và sự phá hủy của hệ thống nước mặt càng làm gia tăng các thảm họa thiên nhiên. Các tòa nhà trong khu vực này có đặc điểm địa chất kém và trận động đất xảy ra vào lúc nửa đêm. Mọi người khó đề phòng và hầu hết đều bị đè chết tại nhà. Sau trận động đất, những thảm họa thứ cấp như thiên tai lũ lụt, tai nạn, hỏa hoạn, bệnh tật tương đối nghiêm trọng. Thêm vào đó, tỉnh Thiểm Tây này thường xuyên bị hạn hán, dân chúng chết đói, không còn khả năng thoát thân và phục hồi. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra thảm họa không thể không nhắc đến. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng của trận động đất là ngoài việc trận động đất xảy ra vào lúc nửa đêm và đám đông trong vùng đứt gãy động đất dày đặc, còn do việc quản lý cứu trợ thảm họa chưa hoàn hảo, hệ thống tại thời điểm đó và sự thiếu công khai khái niệm về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong quần chúng nhân dân. Quý vị thân mến, do lượng mưa lớn liên tục, lũ lụt núi và lở đất đã xảy ra ở Jinhai, Husan và những nơi khác trên dãy núi Dabi. Theo thống kê sơ bộ, từ bộ phận dân sự có tổng cộng 146.000 người ở hai quận này bị ảnh hưởng và một người bị thương. Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ phía Bắc và đường cắt, từ mấy ngày nay, trời thường mưa to ở huyện Jinhai, thành phố Lu'an, tỉnh An Huy và một số khu vực hứng chịu mưa bão lớn. Trận mưa bất ngờ gây lũ quét ở thị trấn Meishan, thị trấn Baitafan và các khu vực khác, dẫn đến sạt lở đất, đường ngập lụt, bờ sông sụp đổ và đất nông nghiệp bị nhấn chìm. Từ hai ngày nay, bốn thị trấn bao gồm Luoling, Henlisu, Fufan và Longxing ở huyện Susan đã phải trải qua mưa bão lớn, gây ra lũ quét nghiêm trọng ở các khu vực nói trên. Sau thảm họa, chính quyền địa phương đã khẩn trương tiến hành tái định cư hợp lý cho các nạn nhân, đảm bảo họ có quần áo, thức ăn, nước uống, nhà ở và điều trị y tế nếu ốm đau. Đồng thời, đang đẩy mạnh nỗ lực sửa chữa các công trình bị thiệt hại do lũ lụt để đảm bảo thông suốt giao thông, cấp điện, cấp nước và thông tin liên lạc sau thiên tai. Theo dự báo của Cục Khí tượng, có thể xảy ra mưa lớn vào ngày mai ở vùng núi Dabi và các vùng núi phía Tây An Huy. Do đó, Bộ Quốc phòng tỉnh An Huy đã ra thông báo khẩn cấp tới thành phố Lục An và An Khánh về đảm bảo an toàn cho các hồ chứa trong mùa lũ và phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi, đồng thời điều động các hồ chứa Long He Khu và Phô Di, các hồ chứa như Linh và Trên Cun phát điện để xả lũ, nổ mìn để phân phối lũ lụt từng là một trong những phương tiện lưu trữ lũ quan trọng ở sông Hải Hà. Tiếng nổ lớn của vụ nổ đập và những con sóng lớn do vụ nổ gây ra đã ăn sâu vào tâm trí của nhiều người. Vào mùa hè năm nay, lưu vực sông Hải Hà đã phải hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ năm 1954.
Hiện tại, 8 khu vực chứa lũ đã được mở ở đoạn An Huy và sông Hoài Hà, nhưng không có khu vực nào áp dụng phương pháp này để chuyển lũ. Tại sao bạn không đợi tiếng nổ lớn phát ra khi con đập phát nổ? Vào 3 ngày trước, tin tức được đưa ra từ khu lưu trữ lũ lụt Hồ Khuynh Gia ở huyện Rinh Sang rằng một vụ nổ đập sẽ được thực hiện vào ngày hôm đó để chuyển hướng lũ. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, nó đã lập tức thu hút sự chú ý của xã hội và hàng chục phóng viên báo đài đã đổ xô đến hiện trường. Chúng tôi cũng có mặt tại hiện trường hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt đó. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tiếng ồn lớn không bao giờ được nghe thấy và điều đang chờ đợi là lệnh thay đổi của chỉ số phòng thủ tỉnh An Huy. Khu lưu trữ lũ Hồ Khuynh Gia thực hiện các đường rạch nhân tạo để chứa lũ. Lúc 16 giờ 49 phút, bờ ao của khu vực chứa lũ Hồ Khuynh Gia đã được tạo thành công. Trận lũ đầu tiên bắt đầu nhập lũ. Sau đoạn lũ mở rộng khoảng 10m và sâu 3m, nước lũ sông Hoài Hà đục ngầu đổ vào Hồ Khuynh Gia, hồ lưu trữ khu vực lũ lụt. Tại sao phải đổi đập nổ mìn thành rạch nhân tạo? Các phóng viên đã hỏi Hồ Bối, giám đốc văn phòng các vấn đề nước huyện Rinh Sang, một câu hỏi tại hiện trường. Ông Bồ nói, đánh bom đập là một phương pháp phân lũ có tính hủy diệt rất lớn. Trước hết, nó không kinh tế. Trong trận lũ lụt thảm khốc ở sông Hoài năm 2003, một con đập đã bị nổ ở khu vực Hồ Khuynh Gia để chứa nước lũ. Chất nổ lớn đã làm nổ một lỗ lớn trên con đập với chiều dài hơn 100m của hố sâu. Việc tái thiết sau thảm họa được thực hiện để bịt miệng và lấp hố với số vốn đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ. Dòng nước do đập nổ tạo thành đã cuốn theo một lượng cát và sỏi khổng lồ từ khe hở quá lớn, bao phủ cả một vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Để dọn sạch phần cát sỏi này phải tốn hơn 14 triệu nhân dân tệ. Khoản chi phí này quá lớn và nó thực sự gây sốc. Cách cho nổ đập là không khoa học. Việc vận chuyển một lượng lớn vật liệu nổ trong mùa lũ vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Quan trọng hơn, sức công phá rất lớn của thuốc nổ có thể gây ra một số nội thương vô hình cho nền đập, ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ kè đập và càng khó khôi phục lại bờ bao trong tương lai. Hơn nữa, nếu kiểm soát không cẩn thận còn có thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của những người có mặt. Trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng của khu vực lưu trữ lũ không ngừng được hoàn thiện. Nhà nước đã đầu tư xây dựng các cửa cống ở nhiều khu vực chứa lũ. Khi cần sử dụng cổng, có thể ấn nút nhấc cổng tùy ý. Năm nay, nhiều vùng chứa lũ đã bắt đầu tiến hành nâng cửa xả lũ. Còn một lý do nữa, người dân vùng lũ dùng xúc xẻng xúc đất, chuyển từng lớp đất trong giỏ. Họ làm việc cật lực để xây đập và nó nổ tung ngay lập tức. Tôi không thể nào cho nổ tung được, Hồ Bố nói. Các chuyên gia từ phòng thủy lợi của thành phố Phụ Dương cho biết trước đây do hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ lụt không hoàn hảo và các biện pháp điều tiết chưa khoa học và chưa chín chắn. Trong trường hợp xảy ra lũ lụt thảm khốc, người ta chú trọng đến việc bảo vệ đê điều một cách tuyệt vọng. Trong những năm gần đây, các công trình trọng điểm kiểm soát sông Hoài lần lượt được hoàn thành. Ngoài ra, việc điều động công tác chuẩn bị cho vùng trữ lũ sớm và đầy đủ các phương án. Quan trọng hơn, trong chống lũ năm nay, dù áp dụng biện pháp ứng phó nào cũng đều đề cao tiền đề dân sinh làm chủ, nên không cần đến những biện pháp quyết liệt như dội bom xả lũ. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.